số điểm mà tôi đã dự tính để gửi tặng đến em. Tôi suy nghĩ đàng hoàng. Cái này là sự quyết định rất là lớn. Tôi sẽ chọn số mấy ạ? 6 điểm. 6 điểm. Và người ra về đó chính là Bình Trần. Lại một đêm thi nữa sắp bắt đầu, và càng ngày bước nhảy ngàn cân càng có nhiều điều thú vị sau mỗi màn trình diễn hết sức độc đáo của các thí sinh. Đây sẽ là đêm thi thứ 3 dành cho các thí sinh nặng ký của chúng ta. Hãy cùng xem họ đã phải tập luyện như thế nào và tìm hiểu chế độ giảm cân của họ nhé. Ngồi trên máy tập á, chị đang hối hận vì tại sao chị tham gia chương trình này để mà khổ sở tập luyện như vậy. Mà chị nghĩ là chắc sau chương trình mà chị cố gắng thì có được thân hình đẹp, tại chị đẹp sẵn rồi, thêm body nữa thôi, hiểu không? Chị mới cool trai được. Dạ em cũng thấy là vậy đó chị, được rồi, rất cảm ơn. Thấy chị đẹp vậy phong em. Dạ, chị rồi. Cảm ơn em nha, khen vậy tôi muốn cho tôi mốt tao mới trả lời câu hỏi. Dạ. Cho chị cho ngủ chị nhớ sớm để em biết em khen gì rồi. Mày phải khen tao nhiều lên. Dạ rồi. Theo mình thấy thì cái khó khăn nhất trong chương trình này đó là cái việc mà bọn mình phải tập luyện khá là nhiều. Ra sáng là mình phải tập gym, buổi chiều thì mình phải tập nhảy. Cái bữa ăn thì nó cũng khá là ok, bác sĩ đã làm một cái bữa ăn tốt đấy, tuy là có giảm cân nhưng mà vẫn là đầy đủ chứ. Độ giảm cân của mình thì cái độ giảm cân khá là khắt khe. Bình thường thì một ngày mình có thể ăn thỏa thích, ví dụ như là một bữa thì mình có thể ăn 4-5 bát cơm, thậm chí là ăn đến một lạng ok. Nhưng mà khi mà vào trong này thì thực sự mọi thứ đều rất bị hạn chế. Một cục thịt chắc là được khoảng 2 đốt ngón tay, chắc được 3 miếng khoảng từng ngày. Cơm thì khá là ít, thì mỗi ăn được 3 cục. Ba miếng thịt đó, 3 miếng thịt. Một cái chén cơm thì bình thường ở đây này thì mình chỉ ăn được một nửa thôi. Và tất cả mọi thứ đa số đều là luộc, rất là khó nuốt. Nhưng mà biết là để mình có được vóc dáng đẹp thì phải chấp nhận. Tập nhảy vừa giảm cân thì thật sự rất là khó khăn. Tại vì mình phải vừa căng sức cho vấn đề giảm cân và tập luyện. Thì nếu giảm cân không thì nó đã rất là điều rất là khó. Giảm lại chế độ ăn và tập luyện theo một cách khoa học nhất của bác sĩ thì ngay tuần đầu tiên và tuần thứ hai thì thật sự rất là mệt mỏi. Trong cơ của mỗi người thì luôn luôn đau nhức rất là nhiều. Nhưng mà qua cái tuần thứ ba này rồi thì mọi người dần dần quen với cái nhiệt độ này rồi, cho nên là việc giảm cân nó sẽ bớt mệt mỏi hơn và bớt khó khăn hơn rất nhiều so với hai tuần đầu. Em thấy bộ đồ của chị rất là ấn tượng. Thì không biết là chị sẽ mang đến gì cho phần thứ ba của em mình. Vậy hả? Có tí có chương trình thì biết nha mấy em. Đến thứ ba này thì mình chuẩn bị rất kỹ cho phần diễn của mình, về biểu cảm, động tác, cũng như bài diễn của mình với chị ông mình thì rất kỹ. Hôm nay thì mình sẽ đem thử cho khán giả một tiết mục, là tiết mục nhảy cha cha trên nền nhạc hiện đại. Đề tuần này là Latin và mình đã chọn điệu nhảy samba. Đó là một điệu nhảy khá là khó trong Latin, thì mình đã cố gắng luyện tập rất là nhiều với cả biên đạo của mình, và thực sự là mình cảm thấy nó khá là hay. Và thực sự là mình chưa bao giờ mình nhảy cái thể loại này cả, nhưng mà khi mà mình nhảy nó thì cảm thấy rất là yêu thích và luôn cố gắng hết mình để có thể mang đến một phần trình diễn thật là tốt, cống hiến cho khán giả. Như các bạn cũng đã thấy, các thí sinh vừa phải tập luyện vất vả, vừa phải thực hiện chế độ giảm cân vô cùng khó khăn. Hãy cùng chúc cho họ thể hiện thật tốt phần thi của mình. Ở tập sau, chúng ta hãy cùng xem các thí sinh nặng ký nghĩ gì về nhau. Bước nhảy ngàn cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 9 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Gì em? Chị có cảm thấy lo không? Hỏi công
Nhiều rau quá chị lười ăn em ơi. Chị ăn thịt bò chị lười, thịt chị ăn hết chị rồi. Chị tin thiệt là hạt mã phải không chị? Nhìn cái hạt nè. Vậy em sao mà no được? Có thể làm no được nhưng mà mình phải tập làm quen với nó. Tại vì mình đang cố gắng giảm thật nhiều cân. Chúng ta phải suy nghĩ lúc nào là giảm cân, giảm cân, giảm cân, giảm cân, giảm cân, giảm cân. No, no cực anh ơi. Em no nhất là rau luôn. Nhưng mà tinh bột với cả thịt thì ít lắm. Hai hộp mới no, một hộp không no.